Xin chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, công trình ngăn mặn cổng kênh 12 thuộc địa bàn khu phố 1 và khu 5 thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa được khởi công xây dựng. Công trình ngăn mặn cổng kênh 12 được xây dựng bằng hệ thống cốt thép, chiều rộng là 32 m, cửa van bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực, cao trình ngưỡng cổng là 4 m, phần âu thuyền rộng 12 m, cao trình cửa van 2,5 m, với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình được thi công trong thời gian 24 tháng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9 năm 2025. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với các công trình hiện có trong dùng dự án, dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tân Thành và bờ hữu sông Giàm Cỏ Tây đáp ứng nhiệm vụ tăng trường khả năng trữ, tạo nguồn nước và chủ động kiểm soát triều cường xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước cho nhân dân hai tỉnh Long An và Tiền Giang.